Một hôm gặp lúc mưa dầm, muốn cho ngon giấc mà nằm không yên. Trong lòng suy nghĩ liên miên, việc chung của thế, việc riêng của mình, làm sao hòa một tánh tình. Để cho thế giới thay bình yên vui, nếu còn kẻ ngược người xuôi, nhân sanh bôn bể còn trôi nổi nhiều. Cứ lo tưởng có bấy nhiêu, ruột gan như thể đốt thiêu, hỏi nào nhắm nghiền đôi mắt lại nhau. Nhưng ngôi dòng lệ cứ trào mãi đa, trời mưa người cũng lệ xa, đôi tâm hồn phải chăng là dung phong. Không sao an được giấc nằm, bật đèn ngồi giữa thơ phòng nửa đêm. Buồn chi trời chẳng chịu êm, mưa càng nắng hột bắt mềm lòng đây. Quả đau đớn tấm gan này, ngồi trơ không cửa như thấy mất hồn. Thầm lòng khấn đức Thế Tôn, dạy cho con những điều còn chưa thông. Lòng luôn đau đớn với lòng, chưa ngày nào thấy giấc nồng được yên. Không buồn thiếu kém bạc tiền, mà buồn thiếu kém đạo duyên với đời. Từ lâu kêu reo hết hơi, nhưng mà không được mấy người nhất tâm, mà khiến cho gan ruột héo bầm. Lúc nào cũng vẫn đứng nằm không yên, lòng ta vừa ngẫm ngùi than, mắt ta vừa cũng lệ tràn thêm ra. Gật gù nghe tiếng xa xa rằng: con ơi hãy nghe qua lời này, rẫy nào mà chẳng có rầy, rầy nhiều ráng bắt để gầy giống duyên. Nhớ chăng trước mấy ngàn niên, Thích Ca vẫn bị kẻ ghen người hờn. Nào đâu phải thiếu đạo duyên, mà do căn khí chư nhân mỏng dày, dày căn mùi đạo mau sai. Mộng căn tiếng kể ngoài tay khó vào, con ơi đức lượng trời cao, dưới trần đâu cũng trùm bao một tình. Dù cho ai bội phụ mình, từ bi học lấy một tình yêu thương. Tai nghe chiếc nhãn kêu xương, nỗi lòng đức Phật đoạn trường lắm con. Ít đi đường khó nổi mòn gốc gai, dù mây ơi con chớ buồn. Gãy thiền con trông qua chuông, con ơi ráng đạp cho xuống nẻo đường, bước về chưa đến Tây Phương. Ý nguyện tam tạng còn vương mối sầu, con ơi đâu chữa ra đâu, bỏ thân muôn kiếp vẫn đầu sanh ra. Con ơi hai chữ giác tha, tình con với Phật vẫn là tình chung. Giờ này con lâm não nùng, cũng là giờ Phật đau lòng đấy con. Trời mưa con đẫm lòng son lệ, con Phật thấy giả còn đau hơn.
ngàn xưa đã râm sâu duyên, khối tình đôi ngã chắc hơn sắc đồng. Con ơi con ở trận hồng, mọi điều đồng tình nơi lòng Phật hay. Lăn lóc đau khổ chày ngày, không vì tư dục mà khai đảo màu. Đã sâu càng quật thêm sâu, thật là xứng đang đứng hầu Như Lai. Xưa kia cũng thể như nay, giữa con với Phật chưa ngày nào xa. Con nguyện gánh khổ ba gia, khổ con nhiều lúc Phật xa xót lòng. Từ bi bác ái đại đồng, khác phương nhưng dân Phật cùng một tâm. Ngoài hiên trời đổ mưa dầm, trong con rơi lụy Phật nằm sao yên. Con than vì thiếu đạo duyên, Phật than vì chúng quá ghiền trần ai. Đang ngồi nơi chốn phương Tây, thấy con lễ tham Phật cay đắng lòng. Con ơi việc hiếu chưa xong, nghĩa dân chưa vẹn hẳn lòng còn đau. Thuở xưa Đức Phật thế nào, hiện nay con cũng bước vào thế ni. Vui lòng nôi gót từ bi, chúng sanh còn có một kỳ này đây. Con ơi trong nước có mây, trong mây có nước gắn gây duyên lành. Đường Tây dạch giữa chúng sanh, rồng từ ca sâu mà thành ơi con. Đừng buồn đen sẫm màu non, nếu không có đá ngọc còn đâu xanh. Con ơi chuông lớn chỉ mạnh, thương đời mát hạ phải đành hy sinh. Chuyến đi việc cận bên mình, dòng duyên kia gặp ráng gìn đừng buông. Con ơi cha tuổi con buồn, nào đâu một buổi mà muốn niên rồi. Bởi đời nay lỡ mai bồi, chiếc đò bị ngán dập dồi lắm phen. Thất vạn dùi mấy không tên, chân tu thử mấy không quen. Ố lòng biển cầm luân chẳng lấp sông, không ai lai chuyển được lòng từ bi. Miễn đời hết được mê si, nắng mưa bùng kinh hoàng vì thân lương. Con ơi sớm tối lo lường, chẳng vì danh lợi vì đường độ sanh. Không riêng con hiểu lấy mình, Phật nơi đâu cũng rõ tình của con. Gót chân càng lắm hao mòn, đường càng xa rộng ở con. Chớ nay con sầu đau giả Như Lai, muôn xưa cũng tở đêm này ơi con. Phòng đơn với một tim son, trời sầu người tham cảnh còn chi hơn. Con ơi nơi chốn kim sơn, tiếng con vang vọng còn hơn sấm trời. Dụng quyền Phật ngõ đôi lời, án lòng con trẻ giúp đời cho xong. Tự sanh giữ vẹn chữ đồng, trên vai còn gánh tan bồng đừng quên. Ngày giờ mau lẹ như tên, người còn lủi đuổi chưa nên phần nhiều.
Con ơi, trong lượng sóng triều, con thuyền Bát Nhã phải chịu từng cơn, trong gai cũng chẳng chi hờn. Não nề là viết con từng trải qua, ngàn vàng chỉ một cơn là con ơi, muôn sự chẳng qua nhất thời. Mượn cơ đi chuyện thế thời mộng trung mà vẫn là người tình mê. Con ơi, nhân loại ngày về muôn hình dáng trạng tướng hề biến sanh. Tuy con lăn lấp mỗi ngành, vẫn lòng như thể trời xanh một màu, nỗi lòng Phật qua đớn đau thấy con còn trẻ chuyện lao trong đời. Con ơi trần tạm, con ơi từ non đài ngõ những lời đây con thấy con ôm tấm lòng son phòng không bông chiếc heo vôn tháng ngày. Con ơi thế tạm là đây, nhìn con lo liệu Phật cay đắng lòng, một lời thề lúc xa sông. Tin con sao trước một lòng sắc đinh, đức tin con khéo vẹn gìn, thấy con như phụng lộn hình trên mây. Nhìn con mà thảm lòng đây, cho nên Phật vẫn tháng ngày bên con. Con ơi hai chữ mất còn liệu thân, còn phải giúp luôn đến người, giết người thế kỷ 20. Sang cho mấy bực chưa cười được đâu, con ơi nhìn trẻ càng lâu, khiến lòng của Phật càng ngâu lấy lòng. Đài mây vạn sự dài, không chỉ lo cuộc thế như bông sáng ngày. Con ơi chớ tưởng kéo dài, sớm tươi chiều héo xưa nay một đường, từ đây đến chuyện âm dương. Con ơi còn lâm sầu thương trong đời, đã thấy con qua bước nhiều nơi, khiến lòng Phật tở như hồi sống sau. Đã thông nhân quả thế nào, nhưng thương con vẫn không sao nén lòng. Con ơi đời tám giải xong, giữa con cùng Phật mới hồng an vui. Ngàn vàng gia mấy con ơi, không bằng cứu được một người thế gian, liệu lường đến nát tim gan. Khác gì đời Phật mấy ngàn năm xưa, một khi nổi gió xa mưa giọt sầu rơi rớt đến tơ tả lòng. Con ơi mượn đảo tan bồng làm nơi nghỉ canh, để hồng bay xa chỉ đường kẻ lạc xa cha, để cùng gặp gỡ ấy là ý mong. Con ơi vàng ở sông trong, chúng sanh cần phải ra công bới tìm, thấy đời chưa rõ Phật điềm, con đau chính Phật cũng kim châm lòng, sầu tây chưa dứt sầu đông. Đây vừa ngưng lệ kia dòng châu rơi, con ơi lửa chẳng một nơi, mà đâu cũng khói lóp trời ơi con. Đến khi biển cạn non mòn, từ đây sự thế lắm còn chuyển luân, kẻ nào dối giả vui mừng. Chỉ là chút
lấy giàu thân quả sầu. Con ơi cha phạm con rầu, không riêng danh lợi vì câu bi tình. Hẹn đời đến cảnh thái bình, nếu chưa yên được lòng mình chưa vui. Lòng buồn không lúc nào nguôi, nhưng ngoài mặt vẫn bãi bui với đời. Con ơi này trẻ con ơi, thấy con đạm bạc xứ người mà đau. Chẳng ham danh vị sang giàu, chỉ vì yêu khắp đâu đâu dân tình. Ngày nay có Phật ứng thinh, chẳng vì quá bước vì tình đã lâu. Con ơi với lẽ nhiệm màu, vì con mỗi việc đuôi đầu lộ ra. Lấy đây làm mực gần xa, thức dẫn trong cõi ta bà tình tâm. Chen đùa trong giấc mộng nằm, đời muốn quá lệ trong tầm mắt thôi. Con ơi còn lắm nguy nghèo, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng. Lo lường sao khỏi lầm than, hoàn cầu chỉ cách gắn xa. Gì muốn ai cũng học từ bi, để làm cho khắp người quý đường lành. Nếu còn lâm kẻ ác sanh, thì không thể có bình thanh bao giờ. Con ơi ngài rối cuộc cờ, tướng binh xong chết khóc trong giờ khắc thôi. Nhìn đời Phật bắt châu ôi, biết sao kêu hết khắp người thế gian. Canh qua biết nó sắp tàn, hương thơm sắc đẹp có làm chi vinh. Con ơi khuyên chúng sửa mình, chưa tham danh lợi quên tình anh em. Dù cho có lâm lúc lem, cũng nên chùi rửa chứ làm thêm nhơ. Dịp mai nếu để thờ ơ, qua rồi kiếm lại bao giờ cho ra. Đường về gặp Phật Thích Ca, ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa. Thị thành đến xóm làng thương, nơi đâu cũng có kẻ cho lời lành. Biết bao Bồ Tát giáng sanh, tùy phương hóa độ dân tình khắp nơi. Thế gian đua việc ăn chơi, Phật tiên lo sự cứu đời không ngưng. Con ơi phải biết gìn thân, thường luôn phản tình là chân thánh hiền. Chẳng quên xét hậu suy tiền, lỗi lầm đâu khiến lưu truyền dài lâu. Đào luôn chẳng lấp mới sâu, một mỗi hai dập thì đâu nên hồ. Cây già đành phải cây khô, chưa già không tươi cũng trơ héo cành. Con ơi tu phải cho thành, chớ làm lấy có chỉ nhằn nhọc công. Ngày này gói ghém không xong, mốc mãi đâu khỏi chất chồng bề nhê. Gặp cơ không cởi gió về, để đi ngược nước chân lễ sao rồi. Con ơi Phật cánh có ngồi, trần gian không chỗ nào ngồi cho yên. Bước cùng của cõi phàm duyên, không tìm đây hỏi còn nghiêng chỗ nào. Mất tàu né
thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên hình. Mỗi lời trong các kệ kinh nói chung chứ chẳng cố tình riêng ai, hiển sâu vì nghĩa nhân loại mới không lầm ý của bài kệ cơ. Con ơi trong buổi ban sơ khó thông, nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai lạc lầm cũng đã nhiều ngày lắm con, nhưng không để chí hao mòn. Ý nguyện chưa toại vẫn còn tiến tu, cho nên từ chốn âm u tiến ra đến chỗ một màu sáng trưng. Con ơi chướng ngại bao từng, với lòng anh dũng con đừng chịu thua. Càng nhiều quay gỡ đuổi xua càng làm, chỉ khi con thừa mạnh ra. Con ơi giờ cũng canh ba mắt, con lễ đổ trời xa mưa dầm, phòng riêng con khó yên nằm. Tây đại Phật cũng như bầm nát gan, mượn lời không bóng kêu vang. Gọi là yên ủi bước đàn của con, dù sao cây gánh nước non cái cái đại nhân loài vẫn còn trên thân. Con ơi rảo bước xa gần, tuy muôn biến hóa chưa từng mất căn, thì con hiến xác cho trần khiến lòng Phật tở như dần đây con. Từ đây đến rạng đầu non đã rơi lắm cục, đường còn nhiều gai. Con ơi dù phải giảng dài nên vui chịu xác ốm gầy vì dân, thương đêm con não nề thân. Nằm yên khó ngủ rảo chân thêm buồn, nhìn đời như hát bãi tuồng. Nơi nào con cũng như suông nghệ người, bên tai con dậy đẩy lời. Nọ kia của thế chưa hồi nào mây, lời con xưa đã hẹn thầy, lòng con nay vẫn chưa hề bỏ quên. Chẳng ham lừng lấy tuổi tên, chỉ ham lợi chúng là tình của con. Canh chày mài có lòng son, ánh màu thêm hiện ngọc còn chỉ so. Con ơi biển rộng còn đó, lòng thương sanh chung khó dò lắm con. Tuy là thân xác gây mòn, những tâm hồn ấy núi non đâu bì. Thấy con muốn giết chịu lì, khiến cho lòng đấng tự bi cảm lòng. Nào đâu một lúc gái châm, mà luôn đã sự cay nồng hỡi con. Chắc chua nay vẫn cũng còn đường xa, ơi trẻ chớ mòn mỏi tâm. Phật đài lấy lẽ thầm thầm khuyên đời chớ vội mà lầm, ơi con cứu dân bổn nguyện chưa tròn, muộn thân cũng bỏ một thân quản gì. Thế là mới thật từ bi, và không trai mối đạo nghị Phật xưa. Con ơi khó sánh sao vừa tấm lòng, của kẻ mến ưa tu hành. Những người nuôi chí cao thanh,
chỉ lo giúp chúng lợi danh, không màng ngược đường của kẻ thế gian, cho nên khổ não vướng mang là thường. Phần con nôi gót Phật đường lúc nào cũng nhớ treo gương cho đời, con ơi này trẻ con ơi! Khi con bi lụy Phật trời sống sang, canh chạy mỗi kẻ ngủ an. Riêng con thao thức Phật càng động tâm, lòng con thường có nói thầm. Đời chưa giác ngộ giấc nằm chưa yên, con đừng buồn thiếu đạo duyên. Đạo duyên đã có muôn niên đến giờ. Dừng trăng tuy lắm mây mờ, nhưng nào đâu phải hết cơ. Giúp đời bền lòng tiên tới con ơi! Nức thang dĩ quả tốt dời ráng leo, cung thần ngăn soi trừ beo. Con ơi tìm cách gỡ eo cho trần, một thân nào phải một thân. Trên đường dắt chúng nên cân lấy mình tự, vì tất cả chúng sinh, sinh vì tất cả sanh linh khổ nàng. Con ơi cô phá rộng đàn, cho dân Nam Bắc bớt càng trong gai. Riêng thân hiu quạnh đầu này, dân tình đấy đó lạc loài mới đau. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn. Nếu ai cũng lấy lòng nhân, lửa bình đâu cháy rổ rần khắp nơi. Con ơi cho đến nạn trời cũng do lòng ác của người sanh ra. Ngày muốn cho mùa thuận gió hòa, lòng dân khắp chỗ phải là hiền lương. Xưa nay hiền thánh mười phương, cũng vì muôn thế mà trương đảo màu. Con ơi viết chữa vào đâu, giữa đường bỏ xác biết bao nhiêu người. Nguyện đem thân hiến cho đời, khổ hay là chết vẫn vui không buồn. Miễn sao bổ nguyện tròn vuông, dù hy sinh đến dư muôn cũng đành. Con ơi ném xác rình xanh làm mồi cho thu, để dành duyên sau. Biển sâu chớ lượng bằng ngao, lấy phàm tâm khó hiểu vào thánh tâm. Khổ dân còn kéo dài năm, đường duyên còn phải mở tầm thước ra. Thấy con gì đảo xa nhà, vì dân xa mẹ xót xa Phật đường. Buồn khi gió ngước buồm trương, đau khi gánh nặng mà đường nhiều gai. Nặng nề với khách trần ai, chưa đi đến chung gót hài. Chưa ngưng tâm hồn quá mến muôn dân, cho nên chẳng kể mỏi chân là gì. Con ơi sen ở Liên Kỳ, tên con rạng rỡ như khi trăng rằm. Muốn cho chúng khỏi mê lầm, con từng phương tiện lóc lăng khắp cùng. Nhìn con lòng Phật như nung, muốn con sớm toại nguyện cùng về đây. Ngày nào bên cạnh Như Lai vắng con là cõi trần ai còn sầu. Tình riêng chẳng nói chi đâu,
việc chúng nên mới âu sầu ơi con ơi non biển cạn mòn từ bi chi ấy vẫn còn như xưa. Trận hoàng di lập nắng mưa sắc màu không đổi từ xưa ít người dạy cho dân rõ đạo đời. Luôn treo gương thiện cho người năm châu, khổ thân dù có bao lâu, cũng vui chịu hết không câu trách hờn. Hiểu thông định luật tuần hoàn không phiền trời đất chẳng hờn thế gian. Con ơi đem cả tim gan hiến cho những loại đã toan lâu rồi. Giờ đây sắp đến còi đổi đời lòng hy sinh phải hơn thời xưa qua. Biến thiên diệt ấy không xa nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu, bị đời quỷ quyết làm ngu. Sống trong thị dục như mù đi đêm bể sâu thuyền chất cầm thêm kinh nguy bá bội ổn yên nhất phần. Con ơi khuyên chúng tác lành chứ tham chở lắm bỏ thân giữa vời, khẩm thuyền lại gặp xấu trời. Mạng căn gia kém hơn nơi bọt bèo viết tu dân chúng quá nghèo cho nên khó tránh nạn yêu của trời. Từ đây đến đổi mới đời chúng sanh như cá nằm phơi ngoài đồng, riêng con nước mắt nhỏ rồng mười phương các Phật cũng không yên ngồi. Phép thần mượn tiếng trên khơi khiến con bất thảm để lời khuyên dân. Con ơi mau bước ra sân, nhìn lên trời sẽ thấy dừng mây che lờ mờ như khuất màn the, bóng người trong mây chính là anh con. Khối tình thương trẻ giường non muôn năm qua chẳng hao mòn tóc tơ, vì con giải đủ quyền cơ muốn con giúp được người nhờ khắp nơi. Giúp đời giết cả con ơi, giúp con cũng chẳng phải chơi đâu, là dừng mấy lưng đứng là đà bóng người ân hiển nói ra sau cùng. Tai nghe như tiếng hồng chung những lời tử nãy bỗng dưng đổi lời từ đâu trên nửa lưng trời. Tiếng vang như sấm còn lời như châu, lời rằng Nam Bắc nhất câu Đông Tây nhĩ nghĩa địa cầu rung rinh. Phật linh ma nó cũng linh đao đua nhau dùng phép sát sinh nhân loài. Chánh đường chỉ một không hai đạo màu nắm chặt khỏi ngày thê lương. Ví dụ ít kẻ bán đường, con thuyền tính đổ chớ buông mấy chèo. Thời xưa cứ dẫn đi theo một ngày kia sẽ có nhiều người nghe. Non thần dù lâm tiếng ve chuyện người dưới thế vẫn nghe đủ lời cổ kim tình chẳng xe lơi. Nhân cơ Phật ứng đem lời phụ theo vàng trừng mây cũng ráng đeo chỉ leo qua một vài đèo nữa thôi. Tiếng này vừa dứt
xong rồi Phật liền giải tiếp những lời vừa qua. Con ơi, người ấy lâu xa cùng con đã có trải qua bao đời, nỗi niềm cốt nhục không rời, đến lòng cứu thế cũng thời như xưa. Thương con non biển không vừa, lúc nào cũng vẫn lòng hờ bên con. Phần con răng giữ cho tròn, chớ anh con vẫn không mòn nghĩa nhân. Nước nhà đã đáp tròn ân, đạo đời cũng xử vén phần từ lâu. Nay vì nghiệp chúng hoàn cầu, cùng con kiếp chót đồng chầu Như Lai. Dịp này có một không hai, ráng bồi công đức chờ ngày quy nguyên. Hung sùng mê muội muôn thiên, tĩnh tâm làm việc lương hiền mấy ai. Trải duyên mây cũng chớ nài, giống lành cô rải chờ ngày nở hoa. Nếu con chẳng giả nại hà, kiếp chạy sẽ giúp người ta được nhiều. Một lời con trẻ réo kêu, muôn xe châu ngọc đem treo không vừa, khó làm khắp hết người ưa. Chớ buồn kẻ chẳng mũi dưa như mình, tuy nhiên là giống hữu tình, có ngày họ sẽ sửa mình ơi con. Nhớ câu nước chảy đã mòn, giấc mê mấy gọi mãi còn tỉnh ra. Con ơi, chớ bỏ người ta, kiếp này là chót ráng mà thi công. Với đời mỗi vật đều không, với người phải nhớ đầy lòng yêu thương. Làm cho ai cũng hiền lương, biết lo giúp đỡ biết nhường nhịn nhau. Con ơi, dù khác sắc màu cũng là sanh chúng, hãy giao lòng thương. Từ bi rộng lớn không lường, muốn con cũng được chung giường từ bi. Lao đao mấy chẳng quản gì, miễn là chữa được vết tì nhân gian. Ngày về nơi chốn lạc ban, rất mong con dắt được ngàn muôn dân. Con ơi, nơi bến mê tân, con là một của muôn dân duyên đời. Lần này cho đến mòn hơi, lúc nào cũng nhớ hiến đời cho dân. Đăng cai để phúc cho trần là điều hiếm có, chớ phân vắng dài. Ngày nay như đã bao ngày, con từng vì chúng chịu cái khổ đời. Con ơi, này trẻ con ơi, nhớ theo đúng lý của người mẹ con, quản chi thân xác hao mòn, miễn làm cho khắp muôn dân hưởng nhờ. Từ xưa đâu phải mới giờ, đã thề đổ thế chưa cơ nào ngừng. Nhiều lần gấp cuộc dưng dưng, lòng con như một chưa từng đổi thay. Xưa sau nay vậy chớ phai, chưa đi đến chốn đừng quay lối đường. Con đau sầu Phật hiểu tường, lúc nào Phật cũng bên giường của con. Lời lành nung đúc tim son, trẻ chưa nên phận Phật còn lắng lo. Mùi thiền vẫn được thơm tho, mặc dù trong cảnh ngao cò bấy lâu. Càng bao cay đắng âu sầu, càng cho đời hiểu lý màu Phật gia.
con ơi, trong cõi người ta mẹo mưu thế mây vẫn là chúng sanh. Nếu không tâm hướng nẻo lành thì còn mãi cuộc tranh giành món ăn. Thử xem nơi đám ruồi lăn, rồi nhìn lại kẻ học hằng hiện nay. Khác nhau chỉ có hình hài, chứ trong ý dục một bài như nhau. Hai người để cướp sang giàu, khiến người đau khổ không nao núng lòng. Nhìn vào nơi cõi trận hồng, thất người thì ít mũi mong nhiều hơn. Thế nên khắp hết chư nhân nạn tay chịu lẫn chưa ngừng phút nào. Con ơi, đang lúc ba đào khắp trên mặt biển, chỗ nào ổn yên? Thuyền chìm hoặc lẽ thuyền nghiêng, khác nhau chỗ đó còn phiền như nhau. Tâm trần càng lắm tự cao, càng đưa nhau đến máu đau nhiều hơn. Tranh tài chứ chẳng tranh nhân, chấp nay từ biết tranh hơn từ lời. Thế nên lòng đất lỡ trời, bất ngờ giây phút loài người tan quan. Chớ chi mà khắp thế gian, trọng nhân hơn trọng bát vàng thì yên. Nói ra thêm thảm thêm phiền, người đời đa số trọng tiền là hơn. Coi thường những việc nghĩa nhân, giết người lấy của không ngần ngại chi. Mặc dù người có lương tri sánh cùng ác thu, có gì hơn đâu. Cho nên trong cuộc bể dâu, ác lai ác báo chạy đâu khỏi trời. Muốn sao ai cũng tỉnh đời, đua nhau hành thiện khỏi hồi biến thiên. Con ơi, xưa đã trót nguyện, ráng tìm cứu kẻ hữu duyên Phật đài. Chớ ngờ thế cuộc kéo dài, mái chèo bắt nhã ngơ ngoài bể sâu. Ngày qua mau chớ chẳng lâu, nếu không liệu trước sau âu muộn màng. Rung chuông tình mộng trần gian, đài sen thấy được mới toàn mãn căn. Bớt đi những thói hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hành thiện lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đói khó biết nhường miếng ăn. Không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng nhân ai cũng thăng Phật đài. Chớ nên trao trĩa bể ngoài, cần nên dọn dẹp dồi mài bên trong. Nói làm phải được dung thông, chớ nên nói có làm không bất thành. Nếu cho cuộc tạm mỏng manh, đau màu cần phải phụng hành ngày đêm. Biển trần sông gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Hai hại nhau tiếng Phật bảo đừng, nhưng người đời chẳng chịu ngần gươm đau. Con ơi, cùng một thay bào, phải nên thương mến nở nào ghét dơ. Ngoài hiên luôn có kẻ chờ, trong nhà lộn xộn vào vơ vét đồ. Hiển nhiên đâu phải mơ hồ, hãy mau bỏ lối ngao cò ấy đi. Chớ nên bắt ô bắt tì, cần tha thứ hết những gì lỗi qua, làm cho thông nhất
trong nhà để cho trở lại bình hòa như xưa. Cửa nhà tan nát thấy chưa, không lo tu bổ còn cửa rui mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không phà giải để che bọc mình, sẽ còn bị kẻ nhạo khinh thị như súc vật mặt tình khiến sai. Làm người ai cũng như ai, chứ nên sống dưới gót dài người ta. Gương hùng xưa của ông cha, học theo cho xứng con nhà rồng tiên. Con ơi xem cảnh tùy duyên, liệu bề thức tỉnh khắp miền trần gian. Nghèo hèn với bức giàu sang, cũng nên đối đãi đồng hàng như nhau. Dẹp tâm cô chấp sắc màu, con người ai cũng như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, giúp nhau hơn việc khinh cười lẫn nhau. Tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phận cho xinh con người. Mong sao tạo được cuộc đời, chẳng ai đau khổ không người ngu mê. Được về sánh quải liên quê, như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng. Có thân chẳng liệu lấy thân, chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền lai, sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau? Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu, sanh ra nơi cõi mây sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn, cánh hoa hết nở rồi tàn nửa chừng sâu bò. Cánh ngang lạ thường xét thân xét lại, tận tường cùng quá kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phủ gì, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, Phật đài luôn được an ngồi bình thân, cũng do lòng chẳng mê trần, nên không luân lạc xây dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen.
chơi bùng nên mới lắm đen nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận mình cứ giữ cho tinh tấn lòng đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu lột cho sạch hết lớp ngu để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm bảo thân cho đến mọc mầm cánh bay, muốn về gặp Đức Như Lai. Bao nhiêu tội lỗi thân tay chỉ trần càng làm cho nhẹ được thân, thì càng trong bước đến gần đài sen những điều lòng mến và quen. Nhất thời khó bỏ ráng kiên nhiều ngày, viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài cho nên. Con ơi nếu chẳng chỉ bền, đạo màu khó đoạt Phật tiên khó gần chuông vàng trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra từ bi hơn giá ngọc ngà, chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi. Tuy làm đạo pháp vô vi mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng mỗi manh nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mê rời được thấy đường giác quan. Trần ai đã lâm nhộn nhàng sớm rời sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dối vàng bái Phật quy y muộn màng lòng vẫn không thuận một đàn. Sớm hay là muộn sẽ tan nát nhà đông tây sử chẳng ôn hòa. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, nhìn qua cuộc thế mộng meo ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng bao nhiêu cái có quá không. Thương cho sanh chung luôn công tạo tành phước duyên người chẳng chịu dành, cứ dành tội ác để cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu, ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân. Cảnh nguy nhân loại rất gần, mọi người hãy ráng ân cần sự tu. Chớ nên kết oán ghi thù để cho nghiệp bao không thu hút mình. Dân không thù oán nước bình, người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu. Trời lai đất chuyển mặt dầu, thiện nhân vẫn được trong bầu an cư. Mắt phàm thấy thật mà hư, thấy hư mà thật ngôn từ khó phân. Xưa nay bao cuộc thấy trần, chớ nào phải mới một lần này đâu.
biển sông đổi lại còn dấu núi non biên hoa rồng ruộng dấu đồng bằng. Chớ không luôn được bình thân, chúng sanh vì thế mạng căn mong mạnh, nguyên nhân tội ác như thành. Cho nên không ai được bình thân đời này, trái mùi phải rụng khỏi cây. Đời tàn không thể giữ thay trường tồn, con ơi nên lấy từ ngôn khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành gấp đời bình trị sống sanh lâu dài, cõi lành không có nạn tai. Người xem người thế chân tay ruột rà nó cơm ấm áo mỗi nhà sống trong vui sướng ôn hòa thường niên. Nếu tu đạt mức siêu nhiên thức thần trong cánh hoa liên tột dời ngoài vòng đính luật đất trời. Không còn sanh tử đeo nơi thân mình, hoàn toàn khỏi cảnh u minh. Chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu, tự do mở tự do thâu. Làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân trường tồn với cái chân thân. Quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh, muốn cho ai cũng tu hành. Để về đến chốn tốt lành này đây, ở ăn chi lâm tà tây. Cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau, chỉ vai lây có một hào. Trả ra mười lưỡng chân nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Ngỡ mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đần hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng sống trong muôn giấc mơ màng. Cứ cho là thật càng thêm mê, bước sai khó trở lộn về. Hết thân này lại đến kề thân sau. Chúng sanh kha tịnh cho mau, ở ngoài cõi tám con bao cảnh màu. Không tu cõi Phật khó chầu, nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh. Trọn đời giữ một đức tin, mặc tình sông gió gặp gình đến đâu. Bao nhiêu hoặc loạn trong đầu, tập trung trí não để hầu bình ninh. Phải luôn tự xét lòng mình, để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm, trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên chỉ giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực tình giấc mơ thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi.
lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng khiến cho vạn sự đều tùng cảnh ra, bao nhiêu nhớ xấu giải tà cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh. Nếu làm chủ được lòng mình tất không bị cảnh dỗ dành đường công, nhớ câu vạn sự dài không tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sơn, chung quy cũng dạy như chư nhân vô chủ lòng. Muốn tu cho được thành công, nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên, không cần cố chấp chùa đền cốc am. Hứa tu thì phải y làm, ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu, chứ tu với Phật bỏ lưu người phàm. Việc chi Phật cũng đã cam, chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong. Thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì bố thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân, cứu người trong lúc lâm vòng nạn tai. Từ bi chớ tiếc với ai, việc chi giúp được giúp ngay cho người. Không riêng giúp chúng bằng lời, mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo, thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên, mới là khiến kẻ lầm nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là, buổi đầu con cũng hớ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sao cũng mới hướng theo đàn Phật khuyên. Tỉnh rồi biết rắm sâu duyên, nên qua nhiều kiếp không điên đảo lầm. Tâm con cùng Phật dung thông, lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly, thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê, như xưa Phật đã dỗ về lấy con. Quản chỉ thân xác mất, còn miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết
ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si nên thương, chớ có điều gì bị khinh thoảng như người có chửi mình. Cũng nên tha thứ chớ nên oán hờn, giết nào cũng có nhân duyên. Hận người tất bị người hờn, chẳng không có câu hình giải bóng công, làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Cách đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên một ngày, có chàng nổi tiếng đờn hay. Các nơi nhạc sĩ phục tài anh ta, nhiều người nhà ở phương xa cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười, anh thường hay bảo mọi người đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mê thuốc men. Thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng, lần lần đến thật tay chân sủi què. Hết còn đồng đầy ngó ngoe, cây đàn đành bỏ hết khoe tài đàn, gần xa đều dậy tiếng đồn cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, luật nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Giữ lành các việc do tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi, con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quá mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung, chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàn cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết tốt tươi, phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo, của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy, lợi mình hại kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thí chớ nên tham, mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng. Giúp nhau kẻ của người công cho, không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm, khi chẳng có cơm thiếu lót lòng. Vợ con tay dắt tay bồng, thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân, chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mỗi người hợp lại một tay, nhà xây được lớn đất cài được xa.
thù nhau mấy cũng nên hòa để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người ở ăn cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi lợi riêng để hại cho người là nhớ từ xưa chi đến bây giờ. Những người bất nghĩa ai thờ tới đâu giàu sang bạc chất ngang đầu làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay biết đem hột mũi chia hai cho người thấy hư dạy dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học đòi mỗi người tự tánh biết soi. Lựa câu để nói lựa nơi để làm phần anh biết xử kham phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình lúc nào cũng giữ công minh việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu kêu cho ai cũng biết theo đường lành bỏ điều dối trá lưu manh biết. Tôn trọng cái giá danh con người tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhạo cười người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu giàu không tự ý mình giàu. Quyền cao mà chẳng tự cao hơn người nói ra thì biết nhường lời thông minh nhưng chẳng chê người dại ngu. Giữ tròn nhân cách trượng phu không cho giai cấp làm mù lương tri. Con ơi càng biết đạo nghì càng làm đẹp đẽ hành nghi con người. Ở an quy cũ trong đời trong thời thuận thảo ngoài thời hòa vui. Nhờ ơn cha mẹ dưỡng nuôi thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ từ đó là căn bản đạo người xưa nay. Ở đời dù gái hay trai khi ăn trái phải nhớ ngay công chồng. Chịu ơn chẳng đáp đền xong sống thì hổ mặt thác không siêu hồn. Chớ cho trốn nợ là khôn kiếp này không trả sẽ dồn kiếp sau. Dù cho có lắm bôn đào cuối cùng cũng bị nghiệp bao lấy mình cho nên trong lúc sanh bình. Nợ nào cũng phải cố tình trả xong. Nợ trần khi đã trả thật không mà chẳng còn bị cuốn lôi trong cõi trần ráng nên tu dưỡng tinh thần. Đừng cho các nghiệp buộc thân sau này nghiệp siêu thì cố tạo gây còn như nghiệp đọa bỏ ngay không làm.
ở phàm tạo nghiệp phi phàm, chỉ làm rồi kiếp không làm đọa thân. Con ơi nhớ gọi khách trần, nên làm như thế cho thần thức siêu. Lửa tuy một đốm không nhiều, nhưng mà có thể đốt tiêu cả rừng. Chỉ trong một phút hận sân, làm tan nát cả nghĩa nhân một đời. Phải nên bình tĩnh con ơi, hư rồi khó sửa, rách rồi khó khâu. Việc chi cũng xét đuôi đầu, chứ đừng nói bướng làm nhầu không nên. Những điều nhờ sâu cố quên, để cho trí não trở nên sáng lần. Một khi sáng sủa tinh thần, việc làm sẽ được khỏi phần lầm sai. Sáng tâm thì sáng mắt, tai mắt tai muôn sáng phải quay về tâm. Trong tâm muôn hết sai lầm, đừng cho ngoại cảnh nó xâm nhập vào. Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê mang, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh giải để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm độc xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đại ơi con. Có đời chết chốc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên quan, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi.
Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sông biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi, dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dầu có nặng nề, miễn đời nhé gánh cũng hê hả lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần. Đó đây kêu gọi không ngừng, kêu cho sanh chúng xả thân tu hành, bỏ lòng giết hại lấn tranh, tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hai lạ cùng. Một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm cơ. Mà là lỗi ấy hại cho nhiều người, lỗi dù che đậy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả vai định luật không lầm. Nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi, nhớ bảo gây cày, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công do ở chỉ bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương.
Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tà càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toàn cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm, chúng sanh như lạc rừng thâm. Lấy sao làm dấu để tầm hướng ra, cứ quanh trong chốn rừng già thân kia, khó tránh hùm ta ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mổ đạo chứ bài dối tu. Trời trong bóng có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ, đủ làm vạn vật xác xơ lắm rồi. Biến thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Mà nếu tin tin chắc nơi lòng, thường ngày tinh tấn gắn công tu hành, không màng thế sự lợi danh, chỉ lo bủa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn, xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ngay tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ khó nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay. Ruột rà đầu làng cuối xóm thuận hòa, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn anh xin. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng nghe thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim chút nào. Điều này không phải chim bao, quyết tâm có một ngày nào dựng lên. Con người nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng độc tâm thành, chấp tay thì phải lòng thành Nam Mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muôn hốt vào bồ sao nên.
nếu bờ giác ngạn muốn lên nở nần chớ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc thành. Nhà tu thì phải làm lành trọng điều phước đức hơn danh lợi trần tu cho minh mẫn tinh thần. Tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lũ tại người chưa được tốt tu dòng trần. Phải cho đoan chánh nhân thân trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều những gì còn có bao nhiêu. Tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Dòng tình như đá nam châm. Cảnh trần như sắc đến gần hút ngay, cảnh xem tình chẳng đồng lai. Là điều rất khó xưa nay ít người, việc chi dù khó mấy mươi lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành cũng như giàu có nhờ dành nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm như mù được sáng hết lầm đường đi. Ở sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bận việc sớm hôm trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người cho lửa thân sơ làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đang mắt hiền nhân kẻ xa cũng mến người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa nói năng thêm bất trí chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng dừng coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng đồng thời cũng vẫn đàng hoàng dung nghi trong tâm còn tưởng quý chi. Trừ xong chớ để thực thi ra ngoài mỗi khi tâm vọng trừ ngay tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chạy đã mòn thường ngày biết sửa lối còn giàu đâu. Thường người hăng hay bụi đầu sau rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng.
tu không nhất định con đàn đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời nhiều người nào khác con dơi ba hồi làm chuột ba hồi làm chim mà thương đời chẳng nỡ ngồi im con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân mặt cho năng sợ mưa tần từ bi dẫn đặt gót chân cấp cùng ngày nào còn kẻ lao lung người tu chưa được toại lòng ơi con biển non có lúc cạn mòn tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi thuyền từ xuôi ngược cứ đi vớt cho hết khách lâm nguy giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân tu không giúp đỡ thôn lân chữ tu ấy có ai cần làm chi khá khuyên nhủ các tăng ni chớ nên im thế hãy đi độ người đang cơn ít nước tay trời ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu vì dầu mất buổi công phu giúp đời được lợi chữ tu cũng còn riêng mình mắt đẹp ăn ngon còn người đôi rách lòng son đâu đành thấy ai khổ biết động tình không cần chuỗi hộp cũng thành Phật tiên khởi tâm lành khó vô biên người nào có được thần tiên chẳng phàm ráng làm những việc khó làm quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay hứa thì làm chớ để sai nguyện tu thì phải thường ngày lo tu nếu tâm còn thấy mờ lu phải cần tinh niệm công phu thêm dài khi lòng nghĩ quấy trừ ngay quấy không còn giống huệ khai ra liền hết tâm tưởng quấy là tiên còn tâm tưởng quấy là miền trần gian ngàn năm rừng bụi bỏ hoang chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì nếu không chịu khó kiên trì loạn tâm kia có dễ gì bình xong giặc nào bằng thứ giặc lòng lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng phải lo dè giặc cánh chừng hớ hình một tỷ địch quân nó vào thói quen không thể trừ mau đừng cho tật xấu nó vào ở lâu trong tâm có Phật ráng cầu Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai chớ tu ỷ lại Phật ngoài mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng nếu không tìm thấy Phật trong Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần hãy nên tự chủ tinh thần đừng cho vật chất xa gần khiến sai chỉ quy được cả trong ngoài hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do cái bầu vũ trụ thật to những tâm người lấy đỏ so kém gì tâm không có sắc màu chi chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm trong khi đi đứng ngồi nằm tự mình phản chiếu coi tâm thế nào bổn tâm dung chẳng ra vào đã không trên dưới sắc màu cũng không thấy tâm phải biết bằng lòng mơ bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm
con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy rang kiếm tầm cho ra, tự làm chứ cậy người ta. Vì rằng thành Phật thành ma tại mình, khó khăn lục dục thất tình cố ngăn, sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên hơn nhau, ở một chữ bền mà thôi, nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không, Thích Ca cũng phải dày công. Chớ đâu đạt được lục thông tức thời, thiện nam tín nữ khắp nơi cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lấy Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàn. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sáng không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi thật, là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường, chớ đời đủ thứ ghen tương. Đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình, đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đảo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi xử hẹp lòng, đạo thường lấy giả khoan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường hòa chẳng muốn nhà nào gây.
đời hãy phân biệt đó đây đạo xem nhau thể chân tay ruột gà. Đời vì mình hãy người ta đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghì đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lâm sự tóc tan đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích việc sát sinh đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi đạo như bàn thạch được dồi thêm trân. Đời như cột mọt đem sơn đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đầu gành đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tính ra muốn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm khó kêu mở mắt
khó làm vậy ngay. Người nào dù ngủ mấy sai nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn sắp gần đến lúc cả chung tai nàng. Điền viên sự sản tan quan chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương đồng tây nam bắc đầy đường mau rơi. Sau đây đổi đất thay trời kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng, quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hàng mới trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dãy trời. Tay bay quả gửi giữa vời từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hùng, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này khổ thân. Chẳng phải phúc giây mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật, khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khóc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người kế bị người thui, sớm đi đông quách chiều chuối vô hòm. Mơ nếu đem mắt quế mà dòm, mỗi sanh chung có mỗi non xác trần. Mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ? Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngài, nếu không thành Phật
chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa trễ quá biết thở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn mà không thôi chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh. Tấm lòng chắc gìn được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu con ơi, người đó não đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phường trần gian. Đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc vườn bao thà cam bỏ sắc chớ nào nũng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh. Hại người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mắt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ dỗi cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn nghĩa, tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền diệt nghĩa chớ nghèo tiền, nghèo người mến nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo viết nghĩa khổ mà lập thân.
nghĩa là tế thế an dân giúp người hữu sự không cần lợi chi, ngơ ngôn từ hoặc ở hành vi cũng đều có thể cứu nguy cho người, phải nên tùy lúc tùy nơi dùng để dùng việc nghĩa cho đời, nhờ ra ở trong xã hội người ta rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau. Chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xáo xào sẽ không, đời càng lắm việc bất công thì là giết nghĩa càng trông cậy nhiều, người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thì